Rồi chào em, mấy anh nay xả hàng cuối năm, dọn kho thanh lý mấy đồ. Đồ này tất cả của cơm 26 đề không nha em. Ông anh ông lên máy rồi ông chia lại cho mấy cái này. Bình xăng. Ở đây số lượng 10 cái. Mỗi cái 30 ngàn. Mất nắp xăng rồi còn ống dây còn lượt. Còn ống dây xăng còn lượt đồ luôn. Mỗi cái 30 ngàn. Rồi như hình nha. Em quay từng cụm cho anh em coi dễ. Ở đây có 9 cái cổ xăng với 6 cái vô lăng. Đống này 200 luôn. Rồi. Đây có 15 cái bình xăng 1 kim. Tất cả quanh rổ hết nha nè. 1 kim. Đây 15 cái. 15 cái mỗi cái 50. Là 750 ngàn em tặng cho hai cái bình này nó bị gãy. Gãy cái đồ lên ra chỉnh garanti gì ở đây nè. Tặng hai cái này. Mua hết tặng hai này. Rồi ở đây có 14 cái bộ áo. Áo cơm 26 cơm mặt quỷ gì nè. Là bao gồm có bộ e ở trong đây đầy đủ luôn nha. Mấy này em gắn đầy đủ hết rồi. Cái nắp bộ e này không 20 ngàn anh em bán nguyên bộ áo này luôn là 30 đó. Là gồm nguyên cụm như này 30 ngàn. Đó. Ở đây 14 cái. Mỗi cái 30. Mua hết em tặng cho hai cái áo này với ba cái miếng này kia bọn gì không biết. Đó là hai cái này là tặng. Rồi qua đây tới cục lửa của bộ đề này. Này nó hay cái là có cục sạc luôn rồi nè. Cục lửa này nó có cục sạc này để sạc vô cái pin của cục đề này. Cục lửa này em có 12 cục nè, cục 50 ngàn. Sống chết có số. Rồi đề này cũng ghi luôn, em có 12 cái. Lăng cũng còn được được hết á. Bán lô mà anh em hên xui. Về có gì anh em chỉnh sửa lại giùm em. Một cái 100 ngàn. Cái 100 ngàn, 12 cái là 1 triệu 2. Tặng cho cái này nè. Tặng cho cái này tặng thí đại với em không có lựa ra. Tặng cái này với cái này luôn. Đó, là 1 triệu 2 đó. 12 cái đó. Về chế cho máy 26 đồ chắc vừa cái này đề đồ em bán nếu mà anh em lấy thì theo từng cụm cụm nha có lấy cái nào thì nhắn em rồi đây có 5 cái công tắc để tắt máy lên đề đồ lên ga luôn trong đây còn cục pin luôn nha. Pin của nó như cùng pin điện thoại vậy. Rồi cái này 5 cục 200 ngàn. Rồi em bán theo cụm cụm như còn riêng mấy cái đề này thì nếu anh em lấy lẻ thì em bán 4 bộ. Bán 4 bộ cho muốn lấy lẻ thì em bán lần 4 bộ nha. Còn mấy kia em bán hết không. Rồi anh em xem lại lần lượt nữa. Đống này 10 cái 300. Đống này 200 ngàn. Đống này 750 tặng hai cái đây. Đống này 420 tặng cho hai cái này với ba cái nắp này. Rồi đây.
cục lửa có cục sạc luôn, 600.000. Đây 1,2 triệu, ai mua 4 cái thì bán lẻ ra 4 cái. Rồi cụm này 200. Rồi chào anh em nha.